Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Sau khi được công bố, lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 6 đã rất bất ngờ tăng cao. Đặc biệt là ở lịch mở hồ sơ của diện F1 tăng đến 5 tháng, còn lịch F2B tăng được đến 7 tuần. Vậy thì theo các kênh như chú lớn đã dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 7 này có tăng cao như lịch của tháng 6 hay không? Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Ký hiệu của các diện hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ trong lịch visa và lịch mở hồ sơ. F1 là con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. F4, anh chị em của công dân Mỹ. Dự đoán lịch visa tháng 7 năm 2021, còn gọi là lịch phỏng vấn. Theo kênh MyGC Visa dự đoán lịch của tháng 7, diện F1, đến ngày 15 tháng 11 năm 2014, tăng 2 tuần. Diện F2A là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B là ngày 1 tháng 9 năm 2015, tăng 1 tuần. Diện F3 là ngày 8 tháng 9 năm 2008, tăng 1 tuần. Và diện F4 là ngày 15 tháng 12 năm 2006, cũng tăng 1 tuần. Theo dự đoán của kênh Visa Journal dự đoán lịch visa của tháng 7, diện F1 là ngày 8 tháng 11 năm 2014, tăng 1 tuần. Diện F2A vẫn luôn duy trì ở mức hiện tại là chữ C. Diện F2B là ngày 1 tháng 9 năm 2015, tăng 1 tuần. Diện F3 là ngày 8 tháng 9 năm 2008, tăng 1 tuần. Và diện F4 là ngày 15 tháng 12 năm 2006, cũng tăng 1 tuần. Theo dự đoán của kênh Immigration Planner dự đoán, diện F1, lịch visa tháng 7 là ngày 8 tháng 11 năm 2014, tăng 1 tuần. Diện F2A vẫn chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B là ngày 1 tháng 9 năm 2015, tăng 1 tuần. Diện F3 là ngày 8 tháng 9 năm 2008, tăng 1 tuần. Và diện F4, ngày 22 tháng 12 năm 2006, tăng được 2 tuần. Đối với diện F2A, ở mức chữ C hiện tại là như thế nào, cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này nha mà Điệp đã có chia sẻ. Dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 7 năm 2021, còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm Visa NVC. Theo kênh MyGC Visa dự đoán lịch mở hồ sơ của tháng 7, diện F1 là ngày 1 tháng 4 năm 2016, tăng 4 tuần. Diện F2A là ngày 1 tháng 6 năm 2021, tăng 4 tuần. Diện F2B là ngày 1 tháng 9 năm 2016, tăng được 2 tuần. Diện F3 là ngày 8 tháng 8 năm 2009, tăng 1 tuần. Và diện F4 là ngày 22 tháng 10 năm 2007, tăng được 3 tuần. Ở lịch mở hồ sơ của tháng 6 lịch chính thức, diện F4, tình hình hiện tại vẫn đang đứng yên, nên hy vọng tháng 7 này sẽ tăng được 3 tuần như dự đoán. Đây là bản tổng hợp lịch visa của các tháng vừa qua trong năm 2021, còn gọi là lịch phỏng vấn. Cột phía bên tay phải là tổng hợp của năm 2020 để cô chú và các anh chị thuận tiện so sánh. Và đây là tổng hợp các tháng vừa qua của lịch mở hồ sơ được giải quyết trong năm 2021, còn gọi là lịch làm 6 bước với trung tâm Visa NVC. Cột phía bên tay phải
và tổng hợp các tuần của năm 2020 mà lịch mở hồ sơ đã giải quyết. Và cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm dự đoán tình hình lịch visa của các diện vào các tháng sắp tới. Bản lịch này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sẽ thay đổi sau khi có lịch chính thức. Đây là bản lịch của visa diện F1. Dự đoán của lịch visa diện F2A. Dự đoán lịch visa của diện F2B. Dự đoán lịch visa của diện F3. Và dự đoán lịch visa của diện F4. Thông tin lịch dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo. Lịch visa và lịch mở hồ sơ chính thức của tháng 7 năm 2021 sẽ được đề cập nhật trên kênh từ khoảng ngày 13 cho tới ngày 25 tháng 6 năm 2021. Cô chú và các anh chị nhớ bấm đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp đăng lên nha. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.